Thanh Tú mượn trang phục của mẹ để đóng đường làm mẹ cáu, từng nổi tiếng với biệt danh Tú cháo lòng trong Gặp Nhau Cuối Tuần. Ngoài đời nhí nhảnh, lạc quan, U50 làm mẹ đơn thân, sẵn sàng bước vào mối tình mới. Vựa mối phim Việt bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Với Thanh Tú, không có thời gian trống và cũng chẳng có thời gian đâu để mà buồn, để mà cô đơn. Thanh Tú bị đóng đinh vào những dạng nhân vật là đánh đá, gớm ghê. Có những bà bán hoa quả mà Tú ra chợ còn chỉ mặt bảo chứ trông thế này thôi mà láo như danh. Diễn viên Thanh Tú từng được khán giả biết đến với biệt danh Tú cháo lòng trong series hài Gặp Nhau Cuối Tuần. Và cũng từ đây mà cô được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng giao cho những vai diễn phản diện, đánh đá. Có người còn gọi cô là nữ diễn viên có gương mặt đánh đá nhất màn ảnh Việt. Trong những năm gần đây, Thanh Tú chăm chỉ làm phim và góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam như Người Phán Xử, Tình Yêu Và Tham Vọng, Sống Chung Với Mẹ Chồng Hay Chạy Trốn Thanh Xuân. Hiện tại cô đang tham gia bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu của đạo diễn Vũ Minh Chí, đóng vai một người mẹ ngang tàng, từng đi trại, bỏ rơi con. Người phụ nữ này đôi lúc thích động tay động chân nhưng lại vô cùng tốt bụng và yêu thương con. Có lẽ đây là vai diễn khác biệt nhất trong số những nhân vật mà Thanh Tú đã từng hóa thân, bởi người phụ nữ này ngoài lạnh trong nóng, thẳng tính ra mặt phản đối cái xấu và đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nhân vật khó, có chiều sâu tâm lý phức tạp. Thế nhưng với sự nhập tâm, lối diễn chân thật dày dặn kinh nghiệm, Thanh Tú đã cân đẹp vai diễn này, được đông đảo khán giả yêu mến. Để làm tốt nhân vật bà Kim, mẹ của Quân, Nhan Phúc Vinh, Thanh Tú đã nghiên cứu kỹ kịch bản để tìm ra những nét diễn đời nhất. Cô cũng mượn những bộ trang phục của mẹ mình mặc để phù hợp với vai diễn. Thanh Tú hiện đang công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ. Bố mẹ cô đều là những diễn viên cải lương. Ngày nhỏ nữ diễn viên cũng theo chân gia đình đi nhiều nơi để biểu diễn, kiếm tiền phụ bố mẹ bằng cách bán nước mía hay bán xăng rong. Nói về những vai ghê gớm đanh đá của mình, Thanh Tú chia sẻ cô vẫn không hiểu sao được nhiều người giao phó cho dạng vai này đến thế. Ngoài đời Thanh Tú được nhận xét là nhí nhảnh, lạc quan và hiền lành. Dù trải qua nhiều sóng gió, chuyên chuyên nhưng nữ diễn viên vẫn mạnh mẽ, nhưng cũng rất nữ tính. Ở tuổi U50, Thanh Tú vẫn chăm chỉ chạy sâu, ở cả sân khấu, truyền hình và nhiều dự án khác. Nữ diễn viên tự lái xe đi làm để thuận tiện cho việc di chuyển. Hiện tại Thanh Tú đang là mẹ đơn thân, cô và chồng cũ chia tay trong êm đẹp và hồi ấy nữ diễn viên đã ra đi với hai bàn tay trắng. Thời gian đầu, Thanh Tú bị khủng hoảng tâm lý, phải mất 3 năm sau cô mới cân bằng được cuộc sống của mình. Giờ đây cô đã vượt qua và đủ bình tĩnh khi nhìn nhận lại chuyện cũ, hết duyên thì đành chia tay thôi. Lý do chia tay được Thanh Tú chia sẻ là trước đây cô bước vào cuộc hôn nhân quá sớm lại còn bản năng nên mới thất bại. Sau nhiều ngày tháng vất vả, chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, Thanh Tú đã tự mua nhà riêng là căn hộ tiền tỷ cùng với chiếc xế hộp để thuận tiện công việc. Con gái lớn của Thanh Tú đã có nhà riêng, còn con gái út hiện ở cùng mẹ, có khi thì ở bên nhà bà ngoại. Thanh Tú cũng khuyên con mình tỉnh táo, cân nhắc thật kỹ trước khi lập gia đình và biết dung hòa các mối quan hệ để gia đình êm ấm. Khi được hỏi về chuyện đi bước nữa, Thanh Tú cho biết không ai muốn cô đơn mãi, nếu có người phù hợp thì cô sẵn sàng. Thế nhưng với nữ diễn viên, người đàn ông đó phải khiến cô phục, có kinh thế và hiểu được cô. Kể từ sau khi ly hôn, Thanh Tú ngày càng trẻ sinh và tập trung tối đa thời gian, tâm huyết cho công việc diễn xuất. Chúc cho nữ diễn viên luôn giữ được lửa nghề và cống hiến thêm nhiều vai diễn hay trên màn ảnh, tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Theo dõi Vựa Mối Phim Việt để cập nhật thông tin về các phim truyền hình và cuộc sống các diễn viên sau màn ảnh.